Chào mừng các bạn đến với sách tóm tắt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn bài viết và video sau khi mình theo dõi bài diễn thuyết của tác giả Jim Rohn. Bài diễn thuyết đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng, đã giúp cho mình học được rất nhiều điều sau buổi diễn thuyết trên. Bài diễn thuyết có tựa đề Chìa khóa thành công, công thức bí mật để thành công và hiểu rõ quy luật 4 mùa để thành công. Sau đây mình xin diễn thuyết lại một cách ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu nhất để giúp mọi người dễ dàng tiếp thu kiến thức được truyền đạt từ diễn giả. Chào mừng tất cả bạn đến với chương trình chia sẻ ngày hôm nay của tôi. Và tôi là Jim Rohn và mỗi lần tôi có cơ hội được gặp tất cả các bạn để chia sẻ với mọi người một công thức thành công, những bài học giúp cho mọi người thành công trong cuộc sống, giúp cho mọi người đạt được những thành tựu trong cuộc đời và chinh phục những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Tôi luôn thấy mình thật hạnh phúc và biết ơn mọi người đã lắng nghe tôi và ngày hôm nay chúng ta đến với một chủ đề vô cùng đặc biệt. Đây là một trong chủ đề xuyên suốt mà tôi thường xuyên chia sẻ với nhiều người trong suốt hơn 30 năm đào tạo. Đó là chủ đề về xây dựng phát triển cá nhân, chinh phục mục tiêu lớn trong cuộc đời. Vậy đâu là chìa khóa giúp bạn thành công trong lĩnh vực đó? Đây đúng là một câu hỏi khó, nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ các bạn trả lời câu hỏi này. Tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta đều có những chìa khóa riêng, những chiếc chìa khóa riêng để mở chúng. Và chìa khóa đầu tiên đó là về việc phát triển bản thân. Thử thách chính cuộc sống là thấy được con người chúng ta có thể trở thành. Các bạn hãy ghi xuống câu này, thử thách chính của cuộc sống là thấy được con người chúng ta có thể trở thành, chứ tuyệt đối không phải thấy được những gì chúng ta có thể đạt được. Các bạn hãy nhớ những gì chúng ta có thể trở thành là điều quan trọng nhất. Câu hỏi quan trọng về công việc của bạn là ở đây tôi có thể trở thành ai? Đây là điều có giá trị, không phải những gì bạn có thể đạt được trong công việc và những thứ bạn có thể trở thành thông qua công việc đó. Tôi nhớ lại người cố vấn của tôi đã nói với tôi rằng, nếu bạn hết mình với công việc, bạn sẽ tạo ra một thu nhập. Nhưng nếu bạn hết mình vào việc phát triển bản thân, bạn có thể tạo ra một gia tài chìa khóa cho mọi điều tốt đẹp nhất. Tất cả chúng đều xuất phát điểm từ việc phát triển bản thân. Chúng ta đang xem xét thành công về kinh tế. Kinh tế học là giá trị bạn mang đến cho thị trường, đó là những thứ chúng ta được trả tiền. Chắc chắn thị trường lấy đi thời gian của chúng ta, nhưng chúng ta không được trả tiền cho điều đó. Hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ được trả cho giá trị mà chúng ta mang đến cho thị trường. Ở đây tôi không nói về giá trị của bạn như giá trị thành viên trong gia đình, hay một người cha, một người mẹ hoặc giá trị bạn giống như là một người thần tượng trong mắt ai đó. Thị trường luôn định giá một số người ở mức $5 mỗi giờ, một số người khác sẽ ở mức $500 mỗi giờ. Và hãy nhớ có một chiếc thang giá trị và việc của bạn phải tự hỏi bản thân rằng, làm thế nào tôi leo lên được chiếc thang này? Làm cách nào để leo lên được chiếc thang đó? Làm cách nào để thay đổi giá trị thị trường của mình? Làm cách nào để thay đổi giá trị thị trường của mình? Chờ đợi tăng lương hay đình công? Để tôi nói cho bạn biết, bạn không thể giàu lên được bằng cách đòi hỏi, mà bạn chỉ có thể giàu lên được bằng cách thể hiện theo cách bạn sẽ tăng giá trị của mình lên gấp 2, gấp 5, gấp 10 lần. Đó là bí mật đó các bạn. Tin vui là tất cả các bạn đều có thể nhân lên giá trị của mình và tăng thu nhập mình lên gấp rất nhiều lần được và bất cứ ai đều có cơ hội như nhau. Ở Mỹ có một cuộc tranh luận trong quốc hội về việc tăng lương cơ bản từ $5 lên $6 mỗi giờ. Điều đó không thể giúp ích cho bạn và tôi cho rằng bạn không cần đến pháp luật để làm điều đó. Đó chỉ là một nấc thang rất nhỏ mà bất kể ai cũng có thể tự bước đi được. Hãy ngước lên, nhìn xem trên chiếc thang cao đó, nó cao tới đâu, bạn phải leo lên đó. Trên đỉnh chiếc thang đó còn vắng bóng người, còn dưới đấy thì mới là nơi đông đúc nhất. Nếu bạn muốn tăng mức lương của mình theo giờ nên rất nhiều lần, hãy thử huýt sáo hoặc mỉm cười nhiều hơn khi làm việc. Hãy thử cai nghiện các thứ khiến bạn phân tâm, sao nhãng. Hãy thử cải thiện thái độ của bạn, hãy khiến bản thân bạn nổi bật, đó là bí mật của bạn. Hãy ghi xuống điều này, đó là bí mật, các bạn hãy ghi nó xuống, bí mật đó sẽ giúp đưa đến mức thang cao hơn, một mức lương cao hơn. Cũng giống như quan hệ với thị trường vậy. Một khi bạn trở thành người có giá trị với thị trường thì thị trường sẽ trả cho bạn món tiền hời hĩnh theo đúng giá trị của bạn. Đó là điều hiển nhiên rồi, rõ ràng rồi. Nếu một người được trả tiền có thể là $1 triệu một năm,
chắc chắn họ sẽ có giá trị với thị trường hơn rất nhiều lần so với người được trả vài ngàn đô la. Vì vậy, tôi hỏi bạn một câu, các bạn có thể leo lên chiếc thang giá trị này được cao đến bao nhiêu? Chiếc thang của bạn đang cao đến đâu? Và câu trả lời đó là bạn có thể lên cao tùy thích, cao như ý bạn muốn. Và đây là triết lý sẽ giúp bạn leo lên chiếc thang đó. Bạn có thể thực hiện điều này trong từng bước một. Hãy bắt đầu cố gắng để gấp đôi giá trị với công ty của bạn. Sẽ thật xấu hổ cho họ nếu họ không trả tiền thêm cho bạn, khi mà giá trị bạn tạo cho họ tăng gấp đôi. Vì vậy bạn đừng lo lắng về điều đó. Hãy làm thêm ngoài những gì được yêu cầu và bạn sẽ tạo ra một sự đầu tư vào tương lai, thứ sẽ mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Thậm chí nếu bạn đang có một công việc tệ hại thì bạn vẫn có thể nâng giá trị của mình lên được. Nếu bạn không làm được thì bạn sẽ luôn có công việc tệ hại. Bạn phải tiếp tục và làm việc. Đó là cách bạn sẽ biến công việc tồi tệ thành một công việc tốt hơn. Tôi nhớ lại chuyện của tôi. Đây là tôi kể cho các bạn một câu chuyện về chuyện cá nhân tôi và tôi nhớ lại 6 năm đầu trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã làm hết sức mình và tạo ra một khối tài sản đấy các bạn ạ, và cũng từ đây tôi trở nên giàu có. Các bạn hãy trở nên giá trị đối với gia đình của bạn. Những kỹ năng có thể chuyển hóa được khi bạn trở nên hiệu quả và khéo léo hơn trên thị trường. Bạn có thể trở nên hiệu quả và khéo léo hơn ở nhà. Nếu bạn tốt hơn ở trên thị trường nhưng ở nhà lại không làm được như vậy, thì thật là đáng buồn lắm. Thật là đáng buồn. Sao bạn có thể truyền cảm hứng cho nhân viên của mình mà không truyền cảm hứng cho con của mình được? Tại vì sao vậy? Và thêm nữa, các bạn cũng thật đáng buồn nếu bạn đặt ra được mục tiêu cho nhân viên bán hàng mà không làm được điều đó với gia đình mình. Sao bạn có thể lưu tâm đến khách hàng nhưng lại thờ ơ với gia đình của mình, vợ con của mình? Đó thực sự là cuộc sống vô vị. Một nhà tiên tri xa xưa đã nói về Chúa rằng cánh tay của ông ấy không ngắn. Điều này phải đúng với mọi bậc cha mẹ. Bạn sẽ có thể dùng sức mạnh của mình để chạm đến tất cả mọi người trong cuộc đời bạn. Thách thức lớn nhất trong lãnh đạo là làm cha, làm mẹ, đó các bạn. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo giỏi thì hãy làm một người cha giỏi, người mẹ tốt. Hơn thế nữa, nếu bạn mở rộng phạm vi ra, nó sẽ chia sẻ cho bạn về nhiều điều rất quan trọng. Nếu bạn mở rộng phạm vi từ thành phần gia đình lên. Ở đây chúng ta nhớ lại lời Tổng thống John F. Kennedy đã nói rằng, đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi rằng bạn đã làm gì Tổ quốc. Hãy hỏi bản thân bạn có thể làm gì cho cộng đồng, cho Tổ quốc, cho mọi người xung quanh. Bạn có thể mang lại giá trị gì cho họ, bạn có thể giúp họ giải quyết vấn đề gì. Hãy nhớ rằng nếu bạn nghĩ mình quá bận rộn để quan tâm đến người khác, thì bạn sẽ luôn luôn nghèo khổ và đáng thương thôi. Cái này nghe có vẻ ngược đời không bạn? Bạn thường tập trung mình quá mà không quan tâm đến người khác, không tạo giá trị cho người khác, không giúp đỡ người khác. Đó là việc bạn đang làm ngược lại quy luật đó các bạn. Và bạn nhớ, chỉ chăm sóc bản thân mình thì điều đó chỉ dẫn đến kết cục là sự nghèo đói. Đầu tư vào việc học tập, nâng cao giá trị bản thân mình trong trường lớp sẽ giúp bạn giàu có. Những người đến muộn thường có một ngày lười biếng, nghỉ trưa lâu, về sớm. Họ đang gieo những hạt giống thảm họa cho chính mình, họ trở nên tuột dốc. Bạn hãy tránh xa những người như vậy. Hãy làm thêm những gì được yêu cầu, và đây là một sự đầu tư sẽ mang lại kết quả rất khó tin. Đừng trông đợi mọi thứ dễ dàng hơn, đừng mong đợi một công việc tốt hơn. Tôi luôn khuyên điều này rồi. Tất cả mọi thứ đến với bạn có thể là do ngoại cảnh và bạn không thể thay đổi điều đó. Nhưng có duy nhất một điều mà bạn có thể thay đổi, đó là thay đổi chính mình. Bạn học cách trở nên có giá trị hơn, học cách làm việc chăm chỉ khôn ngoan hơn. Hãy trau dồi kỹ năng tư duy và vốn từ của bạn. Hãy đọc sách, học những khóa học khác nhau, học nhiều hơn nữa. Và khi người cố vấn của tôi hỏi tôi rằng là, Jim Rohn à, anh đã làm những điều gì? Tôi trả lời không việc nào cả. Ông ấy lắc đầu, ông nói, vậy, chúc anh may mắn nhé. Tôi biết rằng tôi sẽ cần đến nó. Ông ấy lại hỏi tôi đã đọc bao nhiêu cuốn sách trong 90 ngày gần đây và tôi đã tiết kiệm bao nhiêu tiền trong vòng 6 năm gần đây. Lúc đó tôi nói với ông rằng, tôi chẳng làm được điều gì cả. Ông nói, có lẽ tôi nên nhận nuôi các con của cậu, không thì chúng nguy to. Tôi đang chia sẻ với bạn chính những điều gì. Chính xác, người cố vấn của tôi đã nói như vậy. Do đó bạn là người đầu tiên cần thay đổi. Bạn là người đầu tiên cần phải tìm cách học hỏi. Bạn cần nâng cao giá trị của mình.
Sau đó tìm cách để giúp đỡ những người xung quanh và gần cận nhất, đó chính là gia đình, vợ con, chồng của bạn. Điều tiếp theo, leo lên chiếc thang cơ hội ở nhà và ở nơi làm việc. Ông ấy đã nói với tôi rằng, Jim Rohn à, cậu có thể có được nhiều hơn và cậu có thể trở nên có giá trị hơn đấy. Nếu bạn muốn thu được nhiều hơn, thì chìa khóa chính là hãy tiếp tục cải thiện bản thân. Hãy nhớ vấn đề không phải là bạn làm nhiều hơn nếu bạn được trả nhiều hơn. Không phải vậy đâu. Bạn không được trả vì thời gian bạn dành ra cho công việc, mà bạn được trả bằng giá trị bạn mang lại trong thời gian đó. Do đó hãy tìm cách leo lên nấc thang của mình mỗi ngày cao hơn và vươn tầm mình vượt qua những cái giá trị tầm thường. Và tôi nhắc lại lần nữa là, ở dưới đáy thang rất đông đúc, hãy leo lên trên đỉnh vinh quang của chiếc thang giá trị này, đó là sự giàu có, thịnh vượng, và trên đỉnh nấc thang thì rất là vắng người. Việc duy nhất của các bạn là các bạn hãy leo lên bậc thang cao nhất. Bài học tiếp theo, hãy học về các mùa, hãy đi học về các mùa. Điều đầu tiên cần nhớ về các mùa là bạn không thể thay đổi chúng được, đó là điều tất yếu, là quy luật của tự nhiên sẽ đến. Bạn không thể thay đổi chúng được. Nếu bạn muốn biết tương lai ra sao, hãy nhìn vào các mùa, bạn sẽ thấy nó giống nhau và hình như nó vẫn hoạt động theo quy chế như vậy. Cơ hội sẽ luôn đi cùng với khó khăn và ngược lại, nó cũng giống như vậy. Trong 6.000 năm trước và bây giờ, tương lai nó cũng là vậy. Bạn không thay đổi được điều đó. Đôi khi có nhiều khó khăn hơn, đôi khi cơ hội đã đến nhiều hơn. Nhưng tôi tin rằng một thời điểm có nhiều cơ hội hơn, và nếu ta làm đúng vai trò của bậc cha mẹ, chủ doanh nghiệp, nhà lãnh đạo, ta sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn thay đổi thu nhập, sức khỏe, những kỹ năng của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ thu hút thị trường hơn đó. Hãy nhớ đó, bạn muốn mọi thứ thay đổi, chính bạn phải là người thay đổi. Thứ nhất, hãy học cách thích ứng với mùa đông. Các bạn nhớ và ghi xuống này, hàng năm mùa đông đến ngay sau mùa thu, điều đó sẽ không thay đổi, đó là quy luật của tự nhiên. Ở thị trường một số mùa đông thì dài hơn, tuy nhiên một số mùa đông thì ngắn hơn, nhưng nghĩ rằng mùa đông sẽ không đến, đó là điều rất ngớ ngẩn. Bởi vì đó là quy luật mà, đúng không? Ta gọi quy luật thì chắc chắn sẽ đến. Có nhiều người thập niên 80 mà vẫn nghĩ rằng là mùa xuân sẽ tồn tại mãi mãi, thật là ngốc nghếch. Khi nghĩ điều đó các bạn, những người này đều quá sơ suất, họ nên đọc lại sách lịch sử, tìm hiểu về địa lý, và họ thấy rằng luôn luôn có mùa đông xuất hiện. Mùa đông có muôn hình vạn trạng, có những mùa đông kinh tế và chính trị, có những lần ảm đạm về chính trị, có lần sụp đổ nền kinh tế, có những mùa đông toàn xã hội, có những mùa đông cá nhân. Mùa đông sẽ khiến trái tim bạn tan thành mây, tan thành ngàn mảnh. Bạn bị ruồng bỏ, bạn bị rũ bỏ, nhưng bạn luôn có thể tìm cách mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và tốt đẹp hơn để ứng phó với mùa đông. Điều thứ hai, hãy học cách tận dụng mùa xuân. Mùa xuân đến sau mùa đông. Điều này diễn ra thường xuyên như thế nào? Nó diễn ra đều đặn trong 6.000 năm qua, hiện tại và tương lai nó sẽ là như vậy. Bạn sẽ không đồng ý điều này là hiển nhiên ư? Tôi cho rằng một số người nếu chưa hiểu quy luật về thị trường này, thì các bạn sẽ rất khó để đồng ý điều này. Nhưng đó, tôi nhắc lại đây là quy luật của 6.000 năm qua và sẽ tiếp tục là như vậy. Đó là những gì tốt nhất. Bạn phải nhận thức rằng mùa xuân luôn theo sau mùa đông. Mùa xuân là cơ hội và cơ hội luôn theo sau khó khăn, sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy tận dụng mùa xuân, bản thân mùa xuân là một cơ hội, không phải là sự bảo đảm. Nhưng đó là tất cả những gì bạn cần. Bạn phải trồng cây vào mùa xuân, bạn phải quy lụy vào mùa thu và mùa xuân bạn phải nhanh nhẹn, vì cánh cửa cơ hội không mở mãi, cánh cửa cơ hội sẽ mở ra và đi như một cơn gió. Những người nông dân hiểu được điều này, họ không tốn thời gian cho thể thao, chơi bài vào mùa xuân, vì họ biết rằng thời gian cho gieo trồng họ có hạn, cánh cửa cơ hội sẽ đóng lại sớm. Hãy nhớ điều này, cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, dù là cuộc sống dài nhất cũng có lúc dừng lại, nên đừng lãng phí thời gian dù bao nhiêu mùa xuân đã đến với bạn nữa. Hãy tận dụng tất cả, dù bạn làm gì thì hãy đừng buông xuôi. Hãy tận dụng mỗi ngày, đọc những cuốn sách phát triển bản thân, học mọi kỹ năng có thể tận dụng một cơ hội trong mùa xuân. Hãy tận dụng một khẩu súng mùa xuân để gieo hạt và bứt phá. Thứ ba là trong mùa hè, bạn phải nuôi dưỡng giá trị của mình và chiến đấu lại kẻ thù. Hãy nhớ rằng ngay sau khi bạn gieo trồng, cỏ dại sẽ bắt đầu tìm cách phát triển và đe dọa khu vườn nhà bạn.
Cuộc sống là vậy, đúng không? Côn trùng xuất hiện và bạn phải nuôi dưỡng và bảo vệ cho khu vườn giống của bạn, như người cha, người mẹ bảo vệ con cái vậy, bạn không thể ngỏ lơ cỏ dại được. Bạn cần một chiếc cuốc để loại bỏ cỏ dại và mọi loại cỏ khác. Cỏ dại đang ngăn cản bạn, làm tổn hại khu vườn nhà bạn. Cỏ dại chẳng biến đi đâu nếu bạn chỉ ngồi suy nghĩ mà không hành động cả. Bạn hãy yêu quý những giá trị bản thân và để mắt đến kẻ thù của bạn là điều rất quan trọng, giống như dòng máu trong cơ thể bạn. Nếu muốn khỏe mạnh, bạn phải có hồng cầu và bạch cầu. Hồng cầu để nuôi dưỡng, trao đổi sự sống, giống như một người mẹ bạn phải có bạch cầu, chống lại sự xâm nhập và diệt vi khuẩn, giống như một người cha. Nếu bạch cầu của bạn không diệt vi khuẩn, bệnh tật sẽ chiến thắng và tiêu diệt bạn. Nếu bạn không có kế hoạch y tế cẩn thận với sức khỏe, bệnh tật sẽ sớm xâm nhập vào cơ thể bạn và hạ ngục bạn. Do đó hãy nhớ vào mùa hè là mùa bạn phải nuôi trồng, chăm sóc giống như một người mẹ và bảo vệ giống như một người cha. Điều thứ tư trong vụ thu hoạch là vào mùa thu. Hãy thu hoạch mà không phàn nàn, than thở. Hãy nhớ rằng than thở chỉ là một chứng bệnh mà thôi. Bạn phải chiến thắng căn bệnh kinh khủng đó. Đây là vụ thu hoạch của bạn mà. Đừng nên than thở vì nó mà hãy vui với những kết quả bạn có thể thu hoạch. Bạn có thể thay đổi thu nhập của mình vào bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn lại tham gia những lớp học thêm hoặc học một kỹ năng mới, đến thư viện đọc sách. Đừng nói bản thân mình là bạn không làm được. Bạn bị đắm chìm trong khoảng thời gian vui vẻ. Con người có thể sử dụng đầu óc của họ để suy nghĩ và thay đổi cuộc sống của bất cứ ai, miễn là họ chịu thay đổi. Tôi đã cố gắng thuyết phục thầy tôi rằng đó là ngoại cảnh ảnh hưởng đến giá cả, nhưng ông không chấp nhận điều đó và mỗi khi tôi than thở về những điều tôi nhận được, những điều không tốt đến với tôi mới hiểu ra rằng, thầy tôi dạy rằng, đó tất cả là vấn đề do chính chúng ta nghĩ ra mà thôi. Do đó, chúng ta đừng đổ lỗi hay than thở chỉ vì bạn đã không làm tốt mà học tập các cách mới, học cách để làm tốt hơn trong vòng tiếp theo của quy trình. Quy trình theo bốn mùa, đó là quy luật bốn mùa, xuân hạ thu đông. Bạn phải hiểu quy luật này, nó luôn luôn đến và sẽ mãi mãi đến. Việc của bạn là hãy làm chủ và nắm bắt cơ hội, tận dụng bốn mùa này và đây cũng chính là những điều tôi chia sẻ trong những buổi hội thảo với những người học viên của tôi trong suốt 30 năm vừa qua. Và việc của bạn đừng cố gắng chống lại những quy luật của tự nhiên, quy luật của tồn tại, quy luật của thành công. Việc bạn nắm bắt làm chủ và tận dụng điều đó, tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều chan chứa một cái con người vĩ đại bên trong. Việc ta tìm cách khám phá ra nó và tận dụng nó, bắt mọi cơ hội có thể tiến lên nấc thang cao nhất của sự thành công, hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!